Thật ra là phương pháp luyện ngủ á, một phương pháp nào cũng vậy, nó cũng có những cái ưu điểm hoặc những khuyết điểm riêng. Giống như là Khánh Ly đã chia sẻ đó, cái phương pháp mà cho con mà khóc á, khóc dữ dội lên đó rồi tự ngủ đi, rồi con tự ngủ đi, thì nó quá là hơi bị gọi là dã man á. Có nghĩa là Đau lòng quá. cứ thảy con đi rồi nó ngủ, nó gào, nó thét. Có những trẻ đó ha, sau sau đó cũng ngủ, khóc nhiều quá mệt cũng ngủ, nhưng mà sau đó trẻ sẽ đổ bệnh. Trẻ sẽ đổ bệnh thì đó là cái nhược điểm của nó. Còn đối với phương pháp luyện ngủ không nước mắt này á, có những cái ưu điểm và cũng có những khuyết điểm. Ưu điểm của nó là gì? Ưu điểm của phương pháp luyện ngủ không nước mắt này á, là mình vỗ về trẻ, mình cần nhiều thời gian vỗ về trẻ, ôm ôm trẻ, vỗ về trấn an trẻ, và sẽ tăng thêm được cái tình cảm giữa mẹ và con. Giống như là mình cho con bú bằng sữa mẹ và mình chăm sóc trẻ vậy đó, thì cũng tăng lên được cái tình cảm mẹ con. Cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta luyện ngủ không nước mắt á, thì khi đó là trẻ sẽ đi vào một cái giấc ngủ một cách tự nhiên, thư thái tinh thần, và không có bị ép buộc, không có bị là lấy roi lên mới ngủ, cầm roi lên mới ngủ. Có nghĩa là trẻ được nghe những cái từ từ khóa, trẻ được nghe những cái bản nhạc, và những cái bản nhạc này nó có thể là đi vào giấc ngủ giúp trẻ ngủ sâu hơn. Cái thứ ba nữa đó chính là khi mà chúng ta vỗ về trẻ rồi ru trẻ ngủ, nó cái trong não của mình nó tiết ra một cái hormone mà giống như là Khánh Ly đã chia sẻ đó, đó chính là hormone oxytocin. Những cái hormone này nó rất là tốt, đặc biệt là đối với những cái sản phụ mà sau khi sinh á thì tiết ra cái hormone. Thứ nhất là nó giúp co thắt tử cung, tại vì tử cung mình lúc này mới vừa sinh xong nó đờ ra và nó máu ra nhiều, thì cái oxytocin này là tiết, nó co thắt tử cung lại và nó giúp cầm máu một cách tự nhiên, và cái hormone này làm cho mình cảm thấy là sảng khoái, hạnh phúc. Đó chính là cái học môn ở trong não, trong cơ thể bản thân người đó tiết ra và làm cho mình phấn chấn vui vẻ hơn. Và thứ ba nữa, đó chính là cái phương pháp này có thể giúp mình tăng cường cái hệ miễn dịch cho con mình. Khi mà chúng ta ôm ấp vỗ về và nói chuyện với con cũng như là hát ru con á, như vậy thì sẽ cho cái sự gắn kết tình cảm giữa mẹ và con. Đồng thời cơ thể chúng ta mà khi mà đụng chạm nhau đó thì cũng sẽ tiết ra một cái chất để làm tăng cái việc mà miễn dịch cho cơ thể. Điều đó cũng có nghĩa là cái việc mà chúng ta mà liên kết với con, tạo một cái sợi dây liên kết đó, người ta thấy rằng nó có thể giúp được cho trẻ là cảm nhận được tình cảm, và sau đó giống như là chúng ta là khăng khít hơn với con. Giống như là Khánh Ly nói đó, bây giờ 4 tuổi với 6 tuổi rồi mà vẫn còn ôm mẹ, vẫn còn hôn mẹ, như vậy thì cái điều này rất là tốt cho sự sợi dây tình cảm giữa mẹ và con sau này. Tuy nhiên bên cạnh những ưu điểm đó thì cũng có những cái nhược điểm đáng kể. Ví dụ như là thấy không, tối ngày mình cứ quây quẩn với con không à, cứ quây quần với con, không có thời gian, mà cũng không phải bà mẹ nào cũng có thể làm được cái việc này. Tại vì có một số bà mẹ sinh con ra được nghỉ cho 6 tháng hoàn toàn, nhưng mà có những bà mẹ vẫn tranh thủ làm việc nha, thì thời gian đâu mà quanh quẩn với con như vậy, mất hết thời gian luôn và mất hết cả sự riêng tư. Có nghĩa là chúng ta phải biết sắp xếp thời gian để nó tránh ảnh hưởng đến cái việc mà xáo trộn cả một gia đình, cả một thế hệ như vậy. Thì cái việc mà đó chúng ta cần phải đánh đổi, giống như là Khánh Ly và các bà mẹ khác đã từng từng có con là sẽ biết là cái việc làm mẹ giống như là một cuộc chiến. Giống như là một cuộc chiến, và khi mà chúng ta cho con ngủ, đặt con xuống giống như đặt một trái bom. Sao lại là cái bơm Đặt một mà trái tại bom vì có buông nghĩa ra là là vậy vậy buông ra đó. là trẻ Buông dậy, ra là buông ra vậy là trẻ dậy. Bởi vậy chúng ta cần phải sự kiên trì, cần phải sự tập luyện từ ngày này qua ngày nọ. Chính vì vậy mà bác sĩ Diễm muốn nhấn mạnh rằng nếu một ai đã theo cái phương pháp là luyện ngủ không nước mắt thì phải luyện sớm. đúng rồi Có nghĩa là luyện trong giai đoạn mà mới vừa sinh xong, nha hoặc là chúng ta phải luyện và cần phải kiên trì, như vậy thì sẽ có cái nếp từ nhỏ, từ lúc mới sinh cho tới khi lớn luôn. Chứ còn chúng ta để trễ quá đó, sau 6 tháng hoặc là sau tới gần tới khi mà mình đi làm mình mới luyện đó, thì lúc đó trễ rồi. Lúc đó là chúng ta sẽ giống như là chúng ta đặt trẻ xuống, là giống như là đặt một cái cục bơm vậy, sợ trẻ nổ, nghĩa là sợ sợ thức dậy la là làng lên hồi nào không hay.